Mua gì ở đâu? Hiếu Nghĩa và Phương Nguyên rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề nghệ thuật và thời trang làm đẹp. Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị, sau 5 tháng chính thức đưa vào hoạt động bến xe miền Đông mới, mặc dù 22 tuyến xe ở bến cũ đã chuyển hẳn sang bến mới, tuy nhiên hiện nay bến xe mới vẫn điều hưu và vắng vẻ. Trong khi đó, một nghịch lý là tình trạng xe dù vẫn ngang nhiên hoạt động và người dân nhộn nhịp đón xe tại các bến cóc này. Sau đây là ghi nhận của Mua gì ở đâu. Chính thức đưa vào khai thác từ tháng 10 năm 2020, bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô là bến xe hiện đại nhất cả nước vẫn đang trong cảnh điều hưu vắng khách. Tại bãi đậu xe chờ tài, hơn 2/3 bãi trống và không có xe đậu lại. Bên cạnh đó, các tuyến xe buýt kết nối với bến xe miền Đông mới như tuyến 55, 76, 93 cũng ế ẩm không có khách. Trái ngược với sự ảm đạm trong bến xe là tình trạng xe dù bến cóc hoạt động nhộn nhịp ở bên ngoài bến. Đặc biệt trước cổng khu du lịch Suối Tiên luôn có rất đông người đứng chờ đón xe. Mặc dù tại đây có các biển cấm dừng đậu, lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra xử lý xe vi phạm, thế nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì nhiều xe khách vẫn bất chấp đón trả khách. Xung quanh bến xe miền Đông mới, cái công trình thì nó cũng chưa thật sự hoàn thiện. Thì sắp tới đây thì các sở ban ngành thì cũng đã hoàn thiện, có cái kế hoạch là hoàn thiện các cái nút giao thông xung quanh bến xe miền Đông mới. Xe dù bến cóc hoạt động rầm rộ dẫn đến tình trạng lộn xộn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Do đó, bên cạnh việc xử lý của cơ quan chức năng, quý vị khán giả có mua gì ở đâu cần phải lưu ý. Khi di chuyển cần mua vé, đón chờ xe đúng theo quy định để tránh tình trạng giành giật khách của các nhà xe và đảm bảo an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa nắng nóng sớm hơn so với mọi năm. Dù chưa phải đỉnh điểm, tuy nhiên những ngày vừa qua thì người dân của thành phố đã bắt đầu mua sắm các sản phẩm chống nắng, khiến cho sức mua của mặt hàng này tăng nhiệt. Đặc biệt là năm nay, những chiếc áo khoác được thiết kế với tính năng vải tỏa nhiệt làm mát 4 độ C được ra mắt đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi là áo điều hòa đã thu hút nhiều người tìm mua và trở thành một cơn sốt đối với người tiêu dùng. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu dù các sản phẩm chống nắng tăng cao vào những ngày cao điểm nắng nóng, sản phẩm áo làm mát được ra mắt với tên gọi áo điều hòa Sun Cooling. Với vải tỏa nhiệt làm giảm nhiệt 4 độ C, cùng với thiết kế 3 lớp từ ngoài vào trong, mang gốm ngăn nhiệt, bay hơi tự động và lớp tỏa nhiệt làm mát mang đến cho người dùng cảm giác dễ chịu và điều hòa nhiệt độ cơ thể khi đi dưới trời nắng nóng. Sản phẩm được bán ra vào đầu năm 2021, tuy nhiên trong 2 tuần trở lại đây, lượng khách tìm đến mua sản phẩm này tăng hơn 70%, ghi nhận tại một số cửa hàng thuộc hệ thống của cửa hàng thời trang công nghệ Sunoff. Những ngày vừa qua, bán được từ chục đến gần 100 sản phẩm mỗi ngày. Đang vào mùa nắng nóng thì mình mới lại mình muốn trải nghiệm thử để coi như thế nào, thì mình thấy sản phẩm mới này rất là ok, mặc vào rất là mát, thoáng. Trong thời gian 1,5 năm, chúng tôi mới nghiên cứu về cái dòng vải. Dòng vải nó vừa nhẹ, thoáng mát cho khách hàng và đặc biệt là cái dòng vải đây là chuyên về làm mát, tức là nó có tính năng là ngăn được cái nhiệt hơi nóng của thời tiết mùa hè và tia UV. Bên cạnh đó thì nó sẽ tỏa nhiệt. Bên cạnh các sản phẩm như khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ hay áo khoác chống tia UV là những vật dụng không thể thiếu của mỗi người khi đi giữa thời tiết nắng nóng, thì áo điều hòa làm mát cũng được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu có thể bảo vệ làn da, sức khỏe và xoa dịu thời tiết oi bức vào những ngày nắng nóng cao điểm. Sản phẩm hiện đang được bán với giá từ 500 đến 600 ngàn đồng tại hệ thống cửa hàng thời trang công nghệ Sunoff. Thưa quý vị, nữ họa sĩ Hoàng Minh Hằng, một trong những tác giả chuyên vẽ tranh lụa nổi tiếng tại Việt Nam, đã ra mắt triển lãm kỷ niệm hành trình hơn 30 năm gắn bó với thể loại tranh độc đáo này. Theo đó, với những tác phẩm tại triển lãm, họa sĩ vẫn giữ nguyên phong cách sáng tạo mỹ thuật Đông Dương từ những thập niên trước, thay vì có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh sau đây. Hoàng Minh Hằng là nữ họa sĩ chuyên vẽ tranh lụa nổi tiếng tại Việt Nam. Với sức sáng tạo dồi dào,
họa sĩ mang đến cho chất liệu này những không gian mới lạ dù hiện đã bước sang tuổi 75. Từ chính thể nghiệm của mình, vẻ đẹp của biển cả, bến thuyền, thác Trailing hay đơn giản là đóa hoa phù dung mỹ miều vừa bung nở, tất cả đều đã được tái hiện một cách sống động. Triển lãm lần này quy tụ những bức tranh từ lụa và giấy gió được họa sĩ sáng tác từ năm 1995 cho đến nay. Hiện nay, dòng tranh lụa đang có những bước chuyển mình riêng với sự hỗ trợ của công nghệ. Tuy nhiên, nữ họa sĩ mong muốn mang đến cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời từ các tác phẩm được giữ nguyên chất liệu, kỹ thuật của tranh lụa Đông Dương. Theo đó, tranh được họa sĩ vẽ trực tiếp trên lụa khô và màu được chế tạo 100% từ các nguyên liệu tự nhiên. Triển lãm mở cửa đón khách miễn phí từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 4 tại 8 Gallery. Cảm giác của mình hôm nay với những cái bức tranh này đó là một cảm giác bình yên rất là lạ lùng. Khi mà mình được ngắm những bức tranh này thì là mình dần dà mình gợi lại, mình tự mình được gợi lại những cái kỷ niệm khi mà mình đi du lịch. Hiện nay dòng tranh lụa đang có những bước chuyển mình riêng với sự hỗ trợ của công nghệ. Tuy nhiên, nữ họa sĩ mong muốn mang đến cho người xem những trải nghiệm tuyệt vời từ các tác phẩm được giữ nguyên chất liệu, kỹ thuật của tranh lụa Đông Dương. Theo đó, tranh được họa sĩ vẽ trực tiếp trên lụa khô và màu được chế tạo 100% từ các nguyên liệu tự nhiên. Triển lãm mở cửa đón khách miễn phí từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 4 tại 8 Gallery. Chủ đề thời trang làm đẹp ngày hôm nay thì Mùa Gì Ở Đâu sẽ gửi đến quý vị khán giả bộ sưu tập xuân hè mới nhất của COS. Đây được xem là bước tiến của thương hiệu thời trang Anh Quốc vào phân khúc thời trang thân thiện với môi trường. Là một thương hiệu thời trang được biết đến với các sản phẩm chú trọng sự tiện dụng, thoải mái và bền lâu, COS đã chính thức khởi động cho năm 2021 với bộ sưu tập thời trang xuân hè mới nhất. Đây cũng là bộ sưu tập thời trang thân thiện môi trường đầu tiên của thương hiệu này. Bộ sưu tập là sự kết hợp hài hòa giữa thời trang hiện đại và thể thao theo trường phái thiết kế tối giản, với tông màu chủ đạo trung tính như trắng nhạt, xám và nâu be, kết hợp cùng các đường nét trang trí đơn giản với các tông màu mạnh như vàng kim, cam, xanh dương, tạo nên sự nổi bật nhưng vẫn giữ cho thiết kế một sự đơn giản linh hoạt. Các sản phẩm trong bộ sưu tập đa dạng ở nhiều thể loại, từ áo thun, quần thun dài đến áo khoác, áo mũ trùm, đầm và các phụ kiện như túi đeo, giày thể thao, phụ kiện trang sức. Đa số trong đó đều sử dụng vật liệu thân thiện môi trường như vải cô tông tự nhiên hay vải ni lông tái chế. Bộ sưu tập hiện đang được bán trên website chính thức của COS với giá từ 508.000 đồng một sản phẩm. Trong khi đó, tiếp tục kết hợp với các nghệ sĩ đường phố thì mới đây Hublot đã hợp tác với Shepard Fairey để tạo nên chiếc đồng hồ mang thiết kế mới lạ. Shepard Fairey là một người đa năng. Anh là một nghệ sĩ, họa sĩ, vận động viên trượt ván người Mỹ, kiêm người sáng lập của công ty thời trang Obey. Chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey Limited Edition được thể hiện đầy táo bạo và nổi bật. Sử dụng kiểu trang trí đối xứng, phong cách thiết kế mandala tượng trưng cho các chu kỳ tự nhiên trong cuộc sống, sự thống nhất giữa các nền văn hóa khác nhau, kết hợp với thiết kế tao nhã của dòng đồng hồ Classic Fusion Chronograph Classic đã ra mắt trước đó. Mẫu đồng hồ mới của Hublot và Fairey không chỉ đơn thuần là một phụ kiện thời trang, mà đó còn là một biểu tượng của nghệ thuật, thể hiện sự trân trọng với dòng chảy của thời gian. Sản phẩm hiện được bán với giá vào khoảng 508 triệu đồng. Quý vị khán giả có thể truy cập vào trang web chính thức của hãng để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ung thư vú hiện đang là gánh nặng toàn cầu khi luôn dẫn đầu về số ca mắc mới và tử vong. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có hơn 9.000 ca tử vong mỗi năm. Trên thực tế, nhiều người biết rằng căn bệnh này đã có dấu hiệu trẻ hóa. Tuy nhiên, ít ai hiểu người càng trẻ thường tiên lượng xấu hơn so với những người bệnh nhân cùng với giai đoạn nhưng lớn tuổi hơn. Sau đây là ghi nhận của chương trình Mua Gì Ở Đâu. Ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong cho người bệnh. Ở giai đoạn đầu, khi mức độ xâm lấn của tế bào ác tính thấp, nếu phát hiện và điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh sẽ cao. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn hơn, tế bào ung thư di chuyển và bắt đầu gây tổn hại cho các mô, cơ quan, thì cơ hội điều trị khỏi bệnh sẽ thấp hơn. Trong đó, bệnh ung thư vú ở người càng trẻ tiên lượng thường xấu hơn so với bệnh nhân cùng giai đoạn nhưng lớn tuổi hơn. Đối với ung thư vú thì tuổi là một trong những yếu tố mà tiên lượng độc lập ung thư vú. Người ta nhận thấy đối với phụ nữ mà bị ung thư vú, nếu mà tuổi mà càng trẻ thì có vẻ như tiên lượng nó càng không thuận lợi, tiên lượng nó xấu hơn so với bệnh nhân ung thư vú cùng giai đoạn mà lớn tuổi hơn. Điều đó cũng khẳng định là chị em phụ nữ nên quan tâm, nên chú ý đến cái tiến vú của mình, cũng như nên cần sự tái khám và
cái việc tái khám rồi được gặp bác sĩ chuyên khoa, người ta đưa ra chương trình tầm soát. Bác sĩ cho biết việc điều trị ung thư vú đòi hỏi sự kết hợp đa mô thức giữa các phương pháp phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, thuốc sinh học, liệu pháp miễn dịch. Trong đó, liệu pháp nội tiết hiện đang là vũ khí điều trị góp phần cứu lấy hàng triệu phụ nữ mắc ung thư vú. Tuy nhiên, một số người bệnh vì lo lắng khi gặp tác dụng phụ đã tự ý ngưng sử dụng khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ, làm giảm hiệu quả và giai đoạn quá trình điều trị. Cái việc điều trị này thì đương nhiên bệnh nhân phải tuân thủ cái chỉ định của bác sĩ. Thì người bác sĩ người ta sẽ dựa vào cái giai đoạn bệnh và dựa vào tình trạng sinh học ung thư vú bệnh nhân để ta ra danh điều trị nội tiết. Thì điều trị nội tiết có thể điều trị nó hỗ trợ trong những trường hợp mà ung thư vú mà giai đoạn sớm có thụ thể nội tiết dương tính, cũng như trong những trường hợp mà bệnh ung thư vú nó tiến triển và nó di căn mà có thụ thể nội tiết dương tính thì người ta vẫn có thể có chỉ định điều trị nội tiết. Chính vì vậy, quý vị khán giả của Mua Gì Ở Đâu nên thăm khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú để kịp thời phát hiện ra các tế bào ung thư. Tùy vào giai đoạn bệnh và bản chất sinh học của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp nhất. Do đó, cần điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ chuyên môn. Quý vị khán giả đừng quên theo dõi kênh Facebook và YouTube của Mua Gì Ở Đâu để cập nhật thêm thật nhiều thông tin hữu ích khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng được phát sóng trên kênh HTV7.